Có thể em quay lưng lại được không? Em quay lưng lại. Đây, sao cho nghỉ? Dạ tại vì em không còn còn khả năng nữa, với bà mẹ năm nay bà cũng già rồi, đâu có đi bán mà hoài nuôi hai mẹ con được đâu. Đếm hồi cái nó giật không đi luôn, chạy xe đi luôn. Ôi, bắt hoài vậy con ơi, nó giật hoài. Đó giờ bị nhiều không bà? 3-4 lần con. Vậy đi học á thì sáng á thì nấu cho nửa gói mì 5:30 sáng á. Trời ơi, ăn có nửa gói ăn sao? Nửa gói à, không ăn. Trời ơi. Rồi cái cho nó 20.000 ăn đó rồi xong. Chàng ơi, sao không ăn một gói mà ăn Hà Tiện có nửa gói? Ăn nửa gói thôi chứ tiền đâu ăn nhiều. Ăn nửa gói rồi về thì không có gì ăn cơm thì chậu. Về càng cho cơm nó ăn à. Ờ, nghe kể đứt ruột cả ta. Khổ lắm cháu ơi. 3,5 triệu. Dạ sau đây anh xin gửi cho em Như nha. Đây 7 tờ nha em. Rồi số tiền này gắng cố gắng mua đồ để cho bà ngoại lo một cái Tết ấm no. Rồi còn dư tiền bao nhiêu thì có thể là mấy bà cháu để dành tiền. Rồi mình mến chào cô bác anh chị em. Cao Hớn đang có mặt tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thì nơi cái căn nhà nằm ở giữa cánh đồng vườn cây của một em gái tên là Như, mà khoảng trên 2 năm trước mình có ghé đây để trợ giúp cho em hoàn cảnh rất là khó khăn. Đó là em Như này bị bàn tay voi, cũng như là phía sau lưng còn có một cục thịt dư của bác anh chị. Cuộc sống rất là khó khăn, đi bán vé số, nuôi con đi học. Thì hai mẹ con ngồi phía trước nè, mình mới vừa vô. Thì cái hoàn cảnh của em hiện tại bây giờ rất là khó khăn. Đó, bây giờ khó khăn như thế nào mời cô bác anh chị em cùng mấy anh em mình để trò chuyện với hai mẹ con nha. Chào em ha. Bữa nay thấy cái tay của em dường như nó phì, nó bự hơn lúc trước phải không em? Dạ đúng rồi. Đây là em Như nha cô bác anh chị. Năm nay em bao nhiêu tuổi anh quên rồi? Dạ, năm nay em 36. Em Như 36 tuổi, có cái tay bằng tay voi và cũng như là sau lưng. Thì anh em lúc trước có ở đây có trợ giúp cho em Như, nhưng mà nghe nói cuộc sống của em hiện tại bây giờ khó khăn là khó khăn như thế nào em? Dạ là em nửa năm nay cho căn bệnh của em bây giờ nó chuyển biến nặng rồi, em đi bán không có được. Rồi bây giờ em phải nhờ bà mẹ đi bán, mẹ năm nay 80 rồi. Chàng đi ơi. Bán vé số rồi để nuôi phụ hai mẹ con của em chứ giờ em không có làm gì được nổi hết. Em nghỉ bán lâu chưa? Dạ em nghỉ bán năm nay là nửa năm rồi. Vậy bây giờ là nhờ có bà ngoại của bé là đi bán vé số nuôi hai mẹ con luôn. Dạ. Chàng ơi. Rồi cái tay của em hiện tại là bị như thế nào mà đau nhất hành như thế nào mà nghỉ bán rồi? Dạ là tại em nhất rồi giữ vết thương sau lưng á, rồi em đi rồi em té á, rồi nó bể ra, rồi bây giờ em là bác sĩ không cho làm nặng. Vết thương sau lưng nữa đó ha. Dạ. Đâu đâu em giở cái bàn tay của em lên cho mấy anh em coi thế coi. Đâu em lật cái phía sau thế coi. Chàng ơi bị phì. Có thể em quay lưng lại được không? Em quay lưng lại. Đây. Ôi ơi, mấy anh em thấy coi nè. Là hổm em nói sau lưng này là bị đó hả? Dạ, lưng em bị té nè, nó bác sĩ mổ nè. Ôi ơi, té rồi nó chấn động ha. Rồi, rồi đi bác sĩ hả? Dạ, đi bác sĩ thành phố á. Là bác sĩ không cho đi buôn bán gì chấn động nữa phải không? Dạ. Ôi, mấy anh em thấy à. Rồi cái tay có còn đau nhất gì không? Dạ, cũng còn đau đau cái nhất. Rồi hiện tại em còn uống thuốc gì không? Dạ, còn mà có tiền thì đi khám, còn không có tiền thì không có uống thuốc. À. Rồi nửa năm nay nghỉ đi bán vé số rồi, do đó là cuộc sống khó khăn luôn. Dạ. Lúc em còn đi bán thì mấy mẹ con sống khỏe ha? Dạ, cũng khỏe. Rồi con gái học lớp mấy rồi? Dạ lớp 9. Con học lớp 9 rồi. Con tên gì? Dạ tên Quỳnh. Quỳnh cho chú mấy chú hỏi nha. Dường như là cháu Quỳnh này là cái mặt thấy cũng có biểu hiện giống giống cái gen của Cưng phải không? Dạ. Rồi có bị những cái mục giống như mẹ không con? Dạ không. Vậy cũng mừng à. Để giống mẹ khổ nữa. Rồi Quỳnh học lớp 9 rồi, nghe nói năm nay là Như cho nghỉ đó hả? Dạ. Sao cho nghỉ? Dạ tại vì em không còn khả năng nữa, với bà mẹ năm nay bà cũng già rồi, đâu có đi bán mà hoài nuôi hai mẹ con được đâu. Quỳnh nghe nói mẹ kêu nghỉ đó thì em cảm giác như thế nào nữa Quỳnh?
Buồn hả? Dạ. Em thích đi học không? Dạ, có. Cũng vì hoàn cảnh của mình cho nên là phải chịu ha em ha. Ờ, như cho anh hỏi thì cái bữa đầu mà khi mà có cái biểu hiện cho bàn tay mình đó. Dạ. Thì lúc đó là mình mới phát hiện ra là như thế nào rồi sau đó mình đi chạy chữa như thế nào em? Dạ là lúc trước thì mẹ em sinh em ra là từ hồi nhỏ tới lớn rồi. Thì hồi lúc nhỏ thì nó nhỏ, lúc lớn thì nó đi theo em lớn hoài vậy á. Rồi khi vừa phát hiện ra là cái tai nó nhỏ hay là nó gì luôn? Là nó nhỏ, rồi em lớn thì nó lớn theo em vậy á. Là có được bao nhiêu năm rồi? Dạ là ba mươi mấy năm rồi. Ba mấy năm rồi. Tức là từ nhỏ đến lớn luôn rồi đó. Rồi giống như lúc trước là mấy anh ghé đây là cái mục ở trên trán của em á, thấy nó còn nhỏ mà sao bữa nay nó to dữ em? Dạ, lúc trước thì nó nhỏ nhưng bây giờ nó cũng trở nên lớn rồi, như là càng ngày vết thương càng ấy, rồi bệnh nó nhiều không có uống. Rồi bác sĩ chiến sau này mà em bị ảnh hưởng cái mục ở sau lưng đó, bác sĩ có phiên tiên đoán như thế nào không? Dạ là bác sĩ nói chừng nào mà có da đập á thì người ta mới phẫu thuật được, chứ đừng không là người ta không có phẫu thuật được. Rồi nếu có tiền thì em mới đi uống thuốc cái đồ đi khám bệnh tiếp, còn không có thì cứ chịu chặn ở nhà. Dạ. Rồi tối ngủ nằm mấy đồ nó ảnh hưởng cái mục ở sau lưng của mình không? Dạ có, như là em chim gối hoặc là nó có khi mà nó nhức quá thì em ngồi. Nó chắc nằm nghiêng thôi. Dạ nằm nghiêng không, rồi có khi đau quá thì em ngồi. Còn cái tay như thế thì ban đêm mình ngủ thì sao? Mình để tư thế này. Để sao? Cũng bình thường vậy đó. Nó có bị đau nhức gì không? Dạ không. Cái tay thì nó không có đau, còn cái lưng thì nó đau lắm. Càng ngày thấy cái tay càng ngày càng biến chứng thêm ha. Ừ, thấy nó bự. Bự với nó có gan ngắn phải không Nhân? Lúc trước dường như là nó to nhưng mà nó dài xuống nó liền mạch, nhưng mà bây giờ dường như mấy cái ngón tay bắt đầu nó phì với nó ngắt khúc hết trơn phải không? Dạ. Chàng ơi. Rồi con gái học giỏi không? Dạ, được. Được ha. Có ham thích học không? Rồi mẹ tính cho nghỉ rồi sao, con tính sao? Do không có tiền học hay sao em Như? Dạ học. Do không có tiền học rồi em không có làm được rồi, đóng tiền trường nữa quá rồi, không có tiền đóng. Rồi cái sổ hộ nghèo có không? Sổ hộ nghèo của mẹ rồi người ta nói ấy rồi người ta cũng cắt rồi, người ta để qua cận nghèo. Trời ơi. Rồi cận nghèo được hỗ trợ bên phần học phí cho cháu không? Dạ cũng nửa phân nửa. Phân nửa thôi? Dạ. Rồi Như, Quỳnh con thích học không? Dạ có. Hai mẹ con nhìn mặt tựa giống rồi ha. Mà cũng may mắn thì cháu Quỳnh không có bị những cái điều giống như mẹ của mình. Rồi bà ngoại một ngày bán được bao nhiêu? Dạ mẹ em ngày bán được 100 tờ. 100 tờ chỉ lời được 100 ngàn thôi? Dạ. Mà sống tới ba người phải không? Dạ. Sống cái kinh tế, lo kinh tế hàng ngày còn phải lo việc học cho cháu nữa. Dạ. Tại từ đây mẹ phải lội bộ ra tới ngoài lộ, ngoài chợ mới bán á. Đúng rồi. Lộ 3 giờ đây mẹ thức đi rồi. Mấy cây số thấy xa lắm em. Mấy cây? Con, em cũng không biết nhiêu cây nhưng mà sáng bữa nào theo anh em chạy vô. Chạy vô xa lắm anh. 60 cây không? Đúng rồi đó. Trời ơi. Cây gì đó. Bà cụ trên 80 tuổi mà lội bộ hơn 6 cây số để ra ngoài chợ ngoài ngã ba thấy chung phải không? Dạ. Trời ơi. Xa. Rồi khi mà mình có bàn tay vô như vậy đó thì cái việc sinh hoạt hàng ngày với việc mà mình vệ sinh cơ thể đó nó có khó không em? Dạ thì lúc trước mình nhỏ thì nó cũng khó khăn nhưng mà dần dần thì em cũng quen. Rồi những cái như nấu nướng rồi này kia đó là em có nấu được không? Dạ, hay là được. Sao? À, bàn tay vậy là mình vẫn sắt gọt có được ha? Dạ được, em làm bằng tay trái. Làm bằng tay trái? Dạ. Cái bàn tay lớn là mình nắm những cái thức ăn nào được không? Dạ được nhưng mà nó yếu lắm. Do thịt nó dư nó cộm ra ha? Dạ. Thì hiện tại là bàn tay đó em sinh hoạt bình thường không hay là? Dạ cũng bình thường nhưng mà em chủ yếu là làm bằng tay trái. Thì trong khi đó thì trong mấy chục năm nay á, em trên cơ thể em nó có những cái phần như vậy. Thì em cảm nhận là
giống như là mình đang quen dần với nó hay là sao? Dạ thì em cũng quen dần với nó chứ, thì mang thì nó cũng nặng lắm. À, theo cái trọng tải của cái tay mình á, bàn tay voi mình á, là cái bàn tay đó hiện tại thịt dư là khoảng cỡ nửa ký lên không em? Dạ cũng cỡ ký anh. Cỡ ký? Dạ. Trời ơi. Rồi cái cục ở ngoài sau lưng. Dạ cục ngoài sau lưng thì nó cũng vậy đó, tại lúc trước thì nó bự dữ lắm. Rồi bác sĩ phẫu thuật em thì nó cũng giảm hết đi phần nửa rồi. Đụng vô đau không em? Dạ không, bình thường nhưng mà cái lưng thì nó đau. Lạnh ngắt hả? Dạ. Lạnh ngắt miệng xèo à? Rồi bác sĩ em đi khám đó, bác sĩ có nói là có thể mình làm một cái gì đó cho nó hết được không? Như dạ mà cũng như là đi khám rồi bác sĩ cho uống thuốc nó ngưng lại, nó không có phát triển. À, rồi bác sĩ nói là mình triệu chứng này là do cái gì không em? Do mà ba mẹ hồi đó đi chiến tranh đó, rồi ảnh hưởng. À, rồi cái cục mà trên đầu em đó là nó tự mọc lên hay sao? Dạ cũng tự mọc lên vậy. À, thì anh thấy nó cũng càng ngày càng lớn đúng không? Dạ. Nó đổi đủ thứ tay mà mỗi một tủ nhỏ hết. À, thì cái biểu hiện lúc đầu tiên của em bị như vậy đó là có giống như biểu hiện của đứa con gái bây giờ không em? Dạ vậy á. Y gan vậy đó hả? Trời dạ. Ơi. Rồi bây giờ mình có thể dùng những cái gì đó để mà cho đứa bé nó không có nổi giống như mình không? Dạ thì bây giờ bé nó đâu có nổi giống em đâu, ảnh hưởng da mặt chút xíu. À, chỉ ảnh hưởng da mặt thôi ha. Dạ. Rồi anh cũng có nghe nói là em cũng có chồng rồi, có con là chồng em sao rồi? Dạ chồng em nay mất nay cũng được 3 năm rồi. Ờ mất rồi. Dạ. Rồi chồng là mất năm bao nhiêu tuổi em? Dạ năm 35 tuổi. À. Rồi bà ngoại còn sức khỏe không em mà lội đi bán dạ, rồi? Mẹ thì năm nay bà cũng đám mấy rồi cũng hơi yếu rồi cho nên bà đi bán cũng lội bộ rồi từ từ rồi về. Có bữa thì bán mau về sớm, có bữa thì cũng 11 giờ mấy, 12 giờ. Rồi có lần nào cả gia đình mình thiếu thốn không có tiền trong túi ăn không? Dạ mẹ đi bán ngày nào cũng đi, cũng có ăn rồi người ta cho đi bán rồi. Người ta cho hột vịt, mì, rồi cá, rồi gạo, rồi về mấy bà mẹ con nấu ăn. À. Rồi em đi đứng không nổi, bán cho số nổi, rồi ở nhà mình nấu cơm ha. Dạ thì nấu cơm để mẹ về ăn. Rồi con gái đi học xa không? Dạ cũng gần. Mấy cây số con? Học ở ngoài lộ lớn mình ha. Là đi xe hay là sao? Dạ đi xe đạp. Xe đạp. Đâu đâu em có thể làm dở cái tay lên cho quý vị xem cái nó buồn ta. Con út là to kìa. Chỉ luôn nè. Con này cái út đây hả? Ừ, út là to nhất rồi. Ồ. Đau không? Phải không? Phải con út không? Dạ. Yeah. Này con út đúng rồi. Chị lấy tay cái bộ. Ủa, ngón cái là cái ngón to nhất. Ngón cái bên đây anh. À, cái ngón cái bên đây. Vậy là hai ngón út với ngón cái ngón út là to nhất nè. Rồi vậy là trong cái thời gian mà chị đi điều trị đó, rồi bác sĩ có khuyên chị là ăn uống cử kiêng gì không? Dạ không, ăn là bình thường, không có cử kiêng gì hết. Nói là cái bệnh này thì không biết là chết lúc nào, sống lúc nào. Bác sĩ cũng nói là cái này là không biết ra đi lúc nào ha. Dạ. Con gái thấy con buồn với con. Con có điều gì muốn nói không? Càng nhìn hai mẹ con kìa. Cái mùa xuân nó tới rồi đó chị, đây còn mấy ngày nữa tới thì gia đình mình có chuẩn bị gì chưa chị? Dạ chưa, cũng như ngày thường thôi ạ. À. Cũng như ngày chàng thường ơi. Tại vì hiện tại thì lo chưa đủ ăn nữa, làm sao dám trang trí mùa xuân hết chị. Thấy tội quá. Hiện tại mình còn được vài chục ngàn, vài trăm ngàn để chuẩn bị Tết không? Dạ cũng có chút đỉnh. Như mẹ đi về rồi người ta cho thì ăn. Rồi cái mục trên trán của em Như á, nó có bị hành không em? Dạ cũng có khi nó rao. À. Lâu quá đi ngang gặp lại thấy mấy cái bàn tay voi của em với ngoài sau thấy nó to ra thêm. Dạ. Rồi thêm cái mục trên trán của em nữa. Dạ. Ủa vậy là cái tay với của mình đó chị là
mình chỉ là uống thuốc, mình điều trị cầm chừng thôi, chứ mình không có điều trị dứt hẳn được hả chị ha? Nó thường, ví dụ như cho em hỏi là, ví dụ như là nó có cử hay là cái cử nó hành nó nhức không? Dạ có, nhiều lúc nó nhức lắm, nhức rồi cái lưng thì nó rỉ nước ra, chảy nước ra. Ồ. Chảy là do cái vết mổ chứ không cái gì? Không có, tại hồi đó giờ là tự dòng nó chảy nước ra. Giống như tôm mồ hôi vậy đó hả? Dạ. Rồi cái nước đó, nó như mùi nó như thế nào ta? Nó cũng hôi đó. Dường như nó càng ngày nó có cái triệu chứng hơn đối với con mắt của em không? Lúc dạ, trước anh nhớ con mắt của em là không có bị, xin lỗi nha, cái này anh dạ, nói thế là không, mình không có gọi là không có bị lé hay à. Mà bây giờ dường như nó biến chứng qua cái đôi mắt mình luôn phải không? Biến qua thì nó mờ luôn, không có thấy được. Mờ luôn. Ồ, còn mờ nữa. Hai con mắt dạ, hai cái tròng đen bị câu lại. Ừ, nghịch về ngủ chính giữa ha, hai bên người chính giữa. Rồi con gái Quỳnh ơi, con thấy mẹ mình như vậy đó, rồi bà ngoại mình cũng cực khổ đi bán vé số để nuôi mình với nuôi mẹ đó, thì con nghĩ như thế nào Quỳnh? Buồn ha. Ừ, buồn thì cố gắng đi học con ơi, cố gắng đi học để sau này mình vài ba năm nữa rồi mình có việc làm, mình kiếm nghề nghiệp, mình lo lại cho bà ngoại với mẹ mình. Là như tính như thế nào cho con gái mình? Dạ thì chắc em tính cho con bé nó nghỉ học, tại vì bà ngoại thì năm nay chắc qua năm không biết ngoại còn bán nổi không. Ờ, bà ngoại cũng hơi yếu ha. Dạ. Sống với nhà mẹ không, khi mà mẹ mất là sao? Rồi mẹ nói vậy, nếu mà cho con nghỉ học con buồn không Quỳnh? Dạ. Tại em hứa cho nó học hoài, cái nó còn được lãnh tấm giấy khen thì mẹ cho. Ừ. Cái hai năm nay lãnh giấy khen treo đó. À. Tức là nếu mà học trung bình, nếu không lãnh giấy khen là em sẽ cho con mình nghỉ học. Mà ai về con bé đi học lãnh giấy khen hoài. Dạ. Dạ bà. Ơi, con chào bà nha. Bà đi bán về bà. Dạ bà đi về. Lấy cái ghế vậy hả? Bán hết chưa? Hết rồi chú ơi. Dạ. Ở ngoài lò bộ vô đây xa không? Dạ lắm. Bà ngồi bên đó đi bà. Dạ bà ơi. Rồi ngày một ngày với bà bán được 100 tờ, bán từ sáng mấy giờ bà lội đi? À 4 giờ khuya bà lội đi rồi đó. Chàng ơi, rồi mấy giờ mới bán hết bà? Có 10 giờ hả? 10 giờ 11 giờ đó. Dạ. Thì hồi nãy giờ mấy con tới đây đó thì bà đi bán vé số chưa có về. Dạ. Thì có trò chuyện với hai mẹ con em Như nè, thấy dạ, cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ rất là khó khăn. Dạ. Thì cảm nghĩ của bà khi bà đi bán vé số phải nuôi ngược lại con, nuôi dạ, ngược lại cháu. Dạ. Thì bà cảm thấy như thế nào bà? Thấy cũng vui thôi. Thì mình giờ mình phải nuôi nó chứ sao giờ nó bị vậy đó. Rồi bà cũng gắng nuôi nó. Mẹ con đùm túm ăn bậy trống. Đi ra bán thì nó nằm ngay, người ta cũng cho đồ ăn rồi. Dạ. Yeah. Ừ, cho mì rồi về ăn. Chàng ơi. Cả nửa năm nay là mình nên bà gánh hết cho hai mẹ con này luôn. Dạ. Rồi đi vậy cái bà con của bác Thương người ta gửi chút ít cho bà ăn được không? Dạ, có cho đồ ăn được. Dạ. Có khi vô quán người ta cũng ăn cái gì cũng mời cho ăn. Dạ. Người ta cho này kia hột vịt đồ này kia gì ăn cơm mẹ con ăn. Dạ. Bà ơi, cái sức khỏe của bà thì đã 80 rồi. Dạ. Mà lội hàng ngày là khoảng 600 cây số. Dạ. Để đi bán 100 tờ vé số. Dạ. Thì cái sức khỏe bà hiện tại như thế nào hả bà? Thấy cũng khỏe thôi, không có gì. Cũng gắng đi con ơi, tối cũng nhức giò dữ lắm, giờ đi vậy chứ giờ về giò cắn đi nước nổi luôn á, nhức. Nhức hả bà? Dạ, nhức dữ lắm. Dạ. Trời ơi, hổm bà biết không, con biết không, bà bị giật hết cả 100 tờ số. Ừ. Mới ra tới ngoài là nó giật rồi. Ôi. Nó đếm hồi cái nó giật không đi luôn, chạy xe đi luôn. Ôi mất hoài vậy con ơi, nó giật hoài. Đó giờ bị nhiều không bà? 3-4 lần con. Trời, con nhớ lúc trước là 2 năm trước con ghé đây bà cũng bị giật hết mấy lần rồi. Lần 20, lần 30, lần 70-80 luôn, giật hoài vậy đó. Nó mua lựa rồi cái la để con trả tiền bà nghe cái nó xem cái vụ rồi xong. Trời ơi, nhắc tới nó thấy bà ghê lợi luôn. Ừ, bà khóc luôn à. Ngồi khóc không? 20 tờ vé số thì đối với người khác thì không như dạ, thế nào hả cô? Dạ. Nhưng mà đối với gia đình mình thì nó lớn. Lời tắm có 1000 bạc hả? Dạ. Con coi. Bà ghê nước mắt của bác anh chị. Rồi cái đó là thầu có chịu tiếp mình không bà? Không, ơi. Có đâu, dễ gì, ăn sòng thẳng mình như dễ gì. Đau thương ta. Bây giờ tóc bạc còn phải đi làm nuôi lại à, con rồi nuôi thêm cháu nữa. Mình thấy nó khổ quá, con mẹ nó là khổ quá thôi, con cho con nó đi nghỉ học, cũng cho học nữa. Mình bà ngoại rồi nó lo nó sao nổi.
Là tính năm nay, hết năm nay cho cháu nghỉ đó ha. Dạ. Ô, bây giờ một năm học vậy của cháu là tốn tiền khoảng bao nhiêu bà? Như biết không Như? Dạ, đóng tiền trường thì cũng không như, như là bé ăn học hàng ngày đó. Dạ. Rồi đi học thì sáng thì nấu cho nửa gói mì 5:30 sáng. Trời ơi, ăn có nửa gói ăn sao? Ăn nửa gói à, không ăn trời nửa ơi. Gói, rồi cái cho nó 20.000 ăn đó rồi không? Trời ơi, sao không ăn một gói mà ăn hà tiện có nửa gói? Ăn nửa gói thôi, cái tiền đâu ăn nhiều. Ăn nửa gói rồi, rồi về thì không có gì ăn cơm thì cháu. Về cái cho cơm nó ăn à. Ờ, nghe kể đứt ruột cả ta. Khổ lắm cháu ơi. Mà đi bán như vậy đó, có những ngày nào mà mình cảm giác mình cảm nhận như mình mệt mỏi đó, rồi muốn nghỉ nhưng mà sợ là không có tiền đó, sợ không có tiền rồi mình cố gắng mình đi bán không à? Dạ. Mình sợ không hết chi số nữa rồi không dám ngồi nghỉ. Là tính mấy giờ ở đây, mấy giờ bà mới 4 giờ khuya bà lội rồi đó. 4 giờ bà lội. Ừ. Bà lội ra tới ngoài đó mặt cũng lộ khá đó. Xa ha. Dạ. Mặt lộ đó con. Bà ơi, cho con xin lỗi bà trước nha. Dạ. Thì cho con hỏi này nè bà. Như bà năm nay là 80 tuổi rồi mà phải bán hàng ngày để mà nuôi con với cháu thì bà có thể có khi nào nghĩ là khi mà mình không còn sức khỏe để bán được hoặc là mình bị một cái biến cố nào đó mà không đi bán được nữa thì cuộc sống mình như thế nào hả bà? Bà cũng buồn lắm cháu ơi, muốn làm sao? Dạ. Bà thì không có bệnh gì, bà hay lên máu không mà con ơi. Bà bệnh lên máu hoài vậy đó, rồi uống thuốc hàng ngày hoài, viên viên vậy đó là đi à. Khuya cái bà thức dậy bà nấu nước rồi bà cúng rồi bà uống viên thuốc cái bà đi. Dạ. 3 giờ rưỡi là bà thức rồi, bà nấu nước rồi bà cúng rồi đàng hoàng cái 4 giờ cái bà đi, bà lội đi nữa. Bà có khi không dám ăn gì chứ, gì ghét làm gì. Dạ. Mình còn cái kinh tế gì phụ không bà hay là chỉ là bán cái số thôi? Bán số không có chuyện con. Giường bà cho mấy đứa nhỏ đứa công công hết trơn rồi bà còn có cái nền nhà đó thôi. Dạ. Rồi hồi đó bị ổng có làm việc đó. Thì ổng ra thôi để ấy rồi ổng cho hết trơn con rồi ổng chừa lại miếng ra cái nền chỉ là nhà vòng vòng đó. Dạ. Rồi cái ổng cũng qua đời luôn. Ổng với bà con tuổi đó mà ổng chết hồi ổng mới 62 tuổi. Dạ. Ổng bị khúc u gan. Vậy là cái kinh tế gia đình mình là nếu mà bà không bán cái số là không còn gì để sống luôn. Dạ. Chết vậy. Thấy thảm thương mà cô. Dạ. Tết này mình vẫn bán hả bà? Cũng bán hoài con ơi. Bán thấy đuối quá cái một tuần cái bà nghỉ nữa. Đang nghỉ giò á. Để đi không nổi. Dạ. Rồi Tết này bà có chuẩn bị gì cho cái Tết sắp đến này chưa bà? Có chứ. Chưa. Con nó có vô mua gì về cúng mừng đứa con bà đó rồi không có gì đó. Bằng muốn nấu miếng canh với miếng cơm cũng được rồi con. Dạ. Khổ mình tính theo khổ đi. Rồi bà bán ngoài chợ đó, gặp người ta bán đồ trưng bày này kia đó, bà cũng muốn mua này kia không? Cũng muốn mua mà mình không có tiền đâu dám con, đâu dám gớ. Dạ. Cũng muốn mua trưng gia đình với bàn dạ, thờ gia tiên được hả cô? Dạ, không có tiền, dạ không tiền đâu, đâu dám mua, dạ. Đâu dám gớ đó mà mua. Sao con nghe thấy bà cứ ghê lợi hoài là cái làm sao vậy bà? Dạ. Tới bà nhắc đến gia đình mình là mình ghê lợi là con thấy bà chắc khổ tâm lắm hả bà ha? Bà chịu ấy hùng mà bà bằng đêm bà ít ngủ lắm con ơi, bà lo. Dạ. Lo rầu cũng lắm, dái hoài đó bà đừng có, bà mạnh giỏi mà đừng có bệnh hoạn chết chóc gì hết. Bà mạnh giỏi là nuôi con nuôi cháu luôn. Dạ. Mình nào mình đi không ấy, đến theo không ấy con. Vậy là bà như kiểu nhầm đêm mà ngủ không được, bà lo nghĩ về như dạng là lo cho con cái. Rồi lớp mình ăn uống cũng có, chợ mình bệnh hoạn bất tử nữa. Dạ. Vậy là bà nhiều lúc cũng có suy nghĩ là nhầm dạ. Khi đôi lúc mình có được 100 tuổi già rồi, dạ. Không ai lo cho con và cháu của mình. Dạ. Rồi Như thấy mẹ của mình như vậy đó, lớn tuổi mà phải gồng lưng đi bán giấy số để lo cho hai mẹ con của mình thì khi mà em ở nhà gì cảm giác em như thế nào dạ, Như? Tại em cũng buồn lắm nhưng mà em không có đi được á. Em Như cũng rơi nước mắt luôn rồi khi nghe mẹ của mình tâm sự. Nghe em cũng xúc động lắm cả nhà. Bà ơi, có khi nào có cái Tết nào mà mình trong người mình dư được 1 triệu bạc trong cái dịp Tết không bà? Không có đâu con ơi, mấy ổng có cho được 500. Vậy đó là bỏ túi thôi. Dạ. Là chưa có... nhà nước á. Dạ. Là từ đó giờ chưa có Tết nào mình được 1 triệu trong nghìn chứ hả bà? Không có con ơi. Rồi... cho con hỏi vậy là cái Tết nào bà được tiền nhiều nhất mà nhiều nhất là bao nhiêu của bà? Nhiều nhất là tới 500-600. À là nhiều nhất của bà luôn ha. Ôi, nghe đứt ruột.
Tại vì bán vé số, dạ, rồi ăn uống hàng ngày. Rồi hàng ngày đâu rồi có lo thuốc, lo lúc lo thuốc men. Đâu có dư. Trời ơi, thấy bà ngoại rồi em Như gương lệ của bác anh chị, mình cũng nghẹn lòng ha. Thôi bây giờ gì nè bà ơi, dạ, hôm nay mấy con đến đây á cũng muốn mang đến cái niềm vui cho bà với em Như giống như là của cháu, dạ, sẽ có một cái Tết ấm no nha. Dạ. Con sẽ gửi cho bà với em Như một ít tiền để trang trải cái cuộc sống với lo cho cái Tết, được một cái nồi thịt kho, được, dạ, cặp dưa hấu chân cúng ông bà, dạ, cho tốt đẹp nha. Dạ, dạ. Thì Cao Hớn mình xin cũng trích quỹ thiện nguyện của cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân được 3,5 triệu. Sau đây con xin đọc tên danh sách cô bác Mạnh Thường Quân con gửi cho em Như giữ nha bà. Yeah. Thứ nhất thì của chị Mỹ Linh là 500.000. Yeah. Thứ hai là của anh Nguyệt Trần ở bên Mỹ là 500.000. Yeah. Thứ ba là của cô Nguyệt Bảo Đức ở bên Mỹ là 500.000. Thứ tư là của chị Úc ở Đài Loan là 500.000. Thứ năm là của anh chị Diệu Âm ở bên Mỹ là 500.000. Thứ sáu là của anh Tiếp ở Biên Hòa Đồng Nai 500.000. Thứ bảy là của chị Tiết Ngọc ở bên Mỹ là 500.000. Dạ, thì con trích quỹ thiện nguyện của 7 cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân là được 3,5 triệu. Dạ, sau đây anh xin gửi cho em Như nha. Đây, 7 tờ nha em. Rồi số tiền này ráng cố gắng mua đồ để cho bà ngoại lo một cái Tết ấm no. Rồi còn dư tiền bao nhiêu thì có thể là mấy bà cháu để dành tiền. Rồi mình lo cho cháu Quỳnh để đi học tiếp nha. Tới đâu lo tới đó đi, chứ mình nghỉ học thì cũng uổng lắm ha. Cao Hớn cũng xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân luôn đồng hành cùng Cao Hớn đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ạ. Dạ, em xin cảm ơn các cô chú đã cho tiền để cho em với mẹ được cái Tết. Em rất là cảm ơn. Anh Như xúc động luôn. Rồi. Bà thấy sao bà? Dạ, thấy cũng vui rồi. Hôm nay có cái Tết, có số tiền này có cái Tết ấm không? Dạ, dạ vui rồi đó. Kho một nồi thịt bự bự nha. Dạ, ba bà cháu dùng. Dạ, vậy là dùng nhiều rồi đó, vậy là vui lắm. Dạ, dạ. Rồi vậy bây giờ mình mấy cháu cũng khỏe mạnh hết nha. Dạ, rồi bây giờ mình có cái số tiền này, Tết này bà định chuẩn bị gì cho Tết nè? Đâu bà như vậy mà chia sẻ cho bà con thịt đồ về cúng vậy thôi chứ. Dạ. Rồi còn nhiêu để dành lặng cho nó uống thuốc như con nó đi học nha. Dạ. Thì đến đây cô chú anh chị thì cái em Ngọc bàn tay vôi và bà cụ rất là xúc động vì Tết nay được một cái Tết ấm no và cũng có một hai món gì đó để cúng trên bàn gia tiên. Thì đến đây thì các anh em cũng xin khép lại clip này và cũng không quên chúc các quý Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã gửi tiền qua kênh của anh Cao Hớn để mà làm những cái việc thiện nguyện ý nghĩa cho những cái hộ nghèo để có công việc vui sưng đón Tết, và biết đâu đó thì qua những cái lần giúp đỡ này thì gia đình sẽ vượt lên cuộc sống để mà làm một công việc mới. Thì đầu năm mới cũng xin chúc các quý Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm được nhiều sức khỏe, làm ăn luôn thành đạt ạ. Chúng em xin chào ạ. Khoan, em Như có thể là đọc cái địa chỉ của nhà mình đi để cô bác anh chị em nào gần xa người ta biết đến, có thể người ta chia sẻ cái niềm khó khăn của gia đình mình. Dạ, là ở tổ 19, ấp 3, xã An Thái Trung, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đó là hoàn cảnh của gia đình em Như nha quý bà con cô bác. Em có số điện thoại không? Dạ có. Rồi em có thể đọc lên đây cho bà con cô bác nào người ta gần xa ta có thể điện thì được điện. Dạ là 070 639 4316. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn cô bác anh chị em đã theo dõi ạ.